Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu tua đinh dòng cao cấp, là địa hình của dòng Gian FCR 3005. Và những cái video trước thì em đã có nói qua về những cái dòng địa hình cao cấp của dòng Gian này rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu bác một mẫu Gian mới về bên em, rất là hot nhé. Mẫu tua đinh line địa hình có giảm sóc FCR 3005 của hãng Gian. Vâng, bây giờ chúng ta đổi xe. Vâng, xe có tổng thể màu ghi đen, vẫn là cái tông màu mà trước đây em về rất nhiều về những cái màu sắc ghi đen của dòng XCR 3005 này rồi. Đây là một trong những cái màu đẹp nhất của dòng XCR 3005. Xe là phần kỳ hợp cơ nhôm Alutic, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của dòng Gian chính hãng thôi nhé. Hợp kim nhôm Alutic nhôm siêu nhẹ. Ở đây là trên đầu xe những cái điểm chỉ màu đen, điểm nhấn là những cái màu trắng da cam trên khung xe đấy. Đây cũng là một mẫu xe dòng cao cấp của Gian, có giảm sóc tô đinh XCR 3005 model. Và cái tông màu ghi đen này rất là sạch xe lắm nhé. Tổng thể xe em đoán trên 90%, có một vài vết xước đi tim mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến khung hình xe cả. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây là website của Gian chính hãng đây. Các bác có thể thêm vào Google cho truy cập thêm, tìm hiểu về cái dòng Gian XCR. Xe còn khá là đẹp. Xe có size F, thích hợp với bác bao từ 1m6 đến 1m7. Đây, khi em quay tận cảnh như này thì các bác có thể nhìn thấy những vết xước được, vì những cái vết xước là vết xước lông mèo, có thể nhìn ra được. Nhưng mà tổng thể xe là trên 90% còn nhìn rất là đẹp nhé. Xe đời cao cấp, vẫn là đời dòng Gian cao cấp nên được chạy dây âm sườn. Cổ cốt và ghi đông của chính hãng Gian. Có thể thấy xe rất ít sử dụng, nhưng mà là những cái tay lắm của xe đây, tay lắm cao su chính hãng Gian nhé. Trước đây em có giới thiệu qua về những lòng tay lắm cao su rồi, cầm rất là êm và chắc tay. Có đi có thể trên mọi địa hình thoải mái. Xe được trang bị với bên tầng lip là Shimano Alivio 9 tầng lip. Đây, ghi đông xe mà cốt xe của chính hãng Gian còn rất là mới luôn nhé. Còn bên tay phải em đây là bên đĩa Shimano Alivio 3 tầng đĩa. Đây, em cao su của chính hãng Gian còn rất là mới. Xe tổng thể em đoán là tầm 90%. Phần trước thì có biểu tượng của Gian. Xe được sử dụng với giảm sóc sóc dầu chính hãng Gian luôn các bác nhé. Còn đây là tem mã vạch thông số bảo hành của chính hãng Gian này, các bác nhìn đấy, còn rất là mới đây. Và những cái mẫu xe Gian XCR thì em đã rất giới thiệu qua rất nhiều rồi. Và hôm nay em về thêm một chiếc nữa của dòng Gian, là địa hình tua đinh XCR 3005, một dòng Gian khá là phổ biến cho các bác đi xe đạp lâu năm rồi. Đây là một trang bị một cặp vành may ưu chính hãng Gian luôn. Đây, vành của Gian X1. Đây là lốp. Dọc địa hình ra tô đinh thì lốp bình thường lốp BT này là giúp bề mặt ma sát bắn được tốt hơn nó nhé. Vâng, nhỏ hơn bánh địa hình và to hơn bánh tô đinh, giúp các bác đi trên mọi địa hình, có thể là các bác đi đường bằng thoải mái và đi đường chỗ hồ về sóc đi rất là êm tay. Hộp yên của chính hãng Gian.
yên xe bác. Yên xe của dòng Gian XR 3005 vẫn là cái khung yên mà có cái phản quang ở phía hai bên xe, yên xe đây. Của dòng Vio. Xe được trang bị với củ đời Shimano Alivio, trang bị 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho một tổng lực của xe 27 tốc độ. Vâng, gần như là mắc so với những cái dòng Touring rồi. Đây là một dòng Touring địa hình rất là cao cấp của chính hãng Gian. Mà hầu như những bác nào đi những cái dòng xe Gian thì không còn xa lạ gì với mẫu này nữa rồi. Đây các bác nhìn thấy, chúng thấy là xích và lip còn rất là mới đây, em có thể quay cận cảnh cho bác xem. Xích và lip còn rất là mới. Xe nguyên bản. Xe được sử dụng với đùi đĩa Shimano chính hãng. Pedal bi vòng. Xe được sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Đây bên đây trái của em đây, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano chính hãng. Và cũng là cặp Mayer vành cặp chính hãng của Gian. Bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe. Và đây là chủ động của xe đây, lên lip này. Xích và lip còn rất là mới, chuyển động rất là mượt mà các bác nhá. Đây là một bộ lip 9 tầng lip của Shimano. Lip Shimano chính hãng, 9 tầng lip, lip và xích còn rất là mới. Chúng lip. Hầu như chuyển động của xe không một chỗ chi tiết nào mà. Đây bên được tầng đĩa đó này. Chúng đĩa này, lên đĩa. Vâng, rất là mượt. Đưa đi tận lại khu vực xe đó xem. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 90%. Xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đây là một mẫu xe cao cấp của dòng Touring địa hình XR 3005, được trang bị với rim sườn có hộp sóc. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa cho một xe 27 tốc độ. Xe nguyên bản. Đã tổng thể chiếc xe Gian Touring XR 3005 dòng cao cấp của Gian có lập sóc. Và xe bên em có giá là 8.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp đến đăng ký theo dõi kênh. Và cảm ơn các bác, hẹn gặp vào chương ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.